Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng tôi rất hân hạnh gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 16 tháng 8, bà Đoàn Thị Kiều Anh, Tránh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền Đông Anh đã thu hồi quyết định dừng đào tạo với một nữ sinh, xin lỗi em này và gia đình. Sự việc bắt nguồn từ việc trường Trung học phổ thông Ngô Quyền Đông Anh mở lớp chất lượng cao. Theo anh Nguyễn Đăng bằng chú huyện Đông Anh, hôm mùng 7 tháng 7, anh và các phụ huynh lớp 12 A5 được nhà trường mời đến để trao đổi về mô hình này. Vì thông tin còn chung chung, hội phụ huynh lớp ủy quyền cho anh làm việc với trường để tìm hiểu cụ thể hơn. Anh Bằng cho biết đã gặp phó hiệu trưởng Nguyễn Như Tuân hôm mùng 8 tháng 8. Anh Bằng kể, trước các câu hỏi của tôi đưa ra, thầy Tuân trả lời rất vòng vo, liên tục nhấn mạnh rằng nếu phụ huynh nào thấy môi trường không phù hợp thì chuyển con sang trường khác. Hai ngày sau, anh được giáo viên chủ nhiệm của con gái gửi bản mềm quyết định dừng đào tạo với lý do trường không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của phụ huynh. Theo anh Bằng, việc làm của trường phản giáo dục gây ảnh hưởng tới tâm lý và danh dự của con gái. Bảo Anh cho biết, việc dừng đào tạo học sinh do căng thẳng giữa phụ huynh và nhà trường là không đúng quy định. Vì vậy, thanh tra sở đã hướng dẫn trường tiếp thu và thu hồi quyết định. Trường Ngô Quyền đã xin lỗi học sinh và anh Nguyễn Đăng Bằng. Hôm thông báo chiều ngày 16 tháng 8, trường trung học phổ thông ngô quyền nói đã nóng vội khi ra quyết định dừng đào tạo học sinh dù mục đích là tạm dừng học để thống nhất lại quan điểm với phụ huynh thông báo có đoạn ban giám hiệu cũng thấy rằng việc làm như vậy chưa hợp lý quan tâm đến từng học sinh nhưng chưa đúng phương pháp ngoài ra đại diện ban giám hiệu và giáo viên sẽ trao đổi lại với phụ huynh về định hướng sĩ số thời lượng học của chương trình chất lượng cao để đạt được sự thống nhất anh bằng cho hay đã nhận được lời xin lỗi gia đình anh đã rút hồ sơ từ trường ngô quyền để chuyển sang một trường tư thục khác trong huyện. Trước đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo liên quan đến vụ việc ở trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Đông Anh vì ra quyết định dừng đào tạo với học sinh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Đông Anh có trách nhiệm bố trí, sắp xếp học sinh vào các lớp đảm bảo đúng quy định. Việc bố trí lớp phải bảo đảm quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của học sinh, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 16 tháng 8. Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc bố trí, sắp xếp lại học sinh và các lớp chỉ thực hiện khi có sự đồng thuận của toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh của lớp và được sự thống nhất của toàn thể các thầy, cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền Đông Anh công khai các thông tin về nhà trường theo đúng quy định tại thông tư 09-2024, thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 3 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thu, chi tài chính, điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục phổ thông